EVN lo tài chính u ám, lỗ lịch sử trong năm 2023. Một báo cáo mới nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước tính năm 2022, công ty mẹ EVN, các tổng công ty điện lực và tổng công ty truyền tải điện quốc gia lỗ sản xuất kinh doanh khoảng hơn 28.876 tỷ đồng. Nhưng theo một nguồn tin, EVN đã tính toán tình hình tài chính cho năm 2023 còn u ám hơn năm qua rất nhiều. Theo đó, năm nay, công ty mẹ EVN, các tổng công ty điện lực và tổng công ty truyền tải điện quốc gia dự kiến lỗ sản xuất kinh doanh khoảng 64.941 tỷ đồng nếu giá bán lẻ điện giữ như hiện hành. Trong đó, 6 tháng đầu năm, EVN dự kiến lỗ 44.099 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm dự kiến lỗ 20.842 tỷ đồng. Như vậy, cùng với số lỗ của năm 2022 là 28.876 tỷ đồng, thì tổng lỗ sản xuất kinh doanh EVN lũy kế 2 năm 2022 và 2023 lên tới hơn 93.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn điện Tết Nguyên đán Quý Mão tại EVN cho hay, Bộ Công Thương đã và đang nghiên cứu, tháo gỡ và có phương án báo cáo cho Chính phủ.